quan đến vụ một cột nước kèm khí phun cao cả chục mét sau trận động đất mạnh tại Con Tum ngày 31 tháng 7, ông R. Ma Heng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Iakali, huyện Chư Prong, Gia Lai cho biết, cột nước xuất hiện tại miệng giếng khoan của gia đình ông Đàm Xuân Hòa, làng Ca Lã, xã Iakali. Ông Hòa cho biết, nơi xảy ra hiện tượng lạ là giếng khoan cũ của gia đình, không có nước. Trước đây, giếng này được ông Hòa khoan để tìm nước tưới cho rẫy sầu riêng bên cạnh, nhưng khoan tới 170 mét không thấy nước nên dừng. Sau trận động đất 5 độ tại Con Tum ngày 28 tháng 7, ông Hòa phát hiện miệng giếng có tiếng phun hơi, nghe rất lạ. Đến trưa 30 tháng 7, ông lấy giàn khoan tiếp tục khoan sâu thêm khoảng 15 mét, thì xuất hiện khí phun lên kèm nước. Theo người này, ban đầu dòng khí phun lên có mùi như mùi đất đen, nhưng sau thời gian đến giờ, dòng khí phun lên không còn mùi gì nữa. Do giếng nước đang phun khí và nước rất mạnh, nên gia đình để nguyên hiện trạng, không bịt được miệng giếng. Theo ghi nhận, dòng khí từ miệng giếng phun lên rất mạnh, nghe rõ âm thanh khí phun. Dòng nước mang theo được khí phun tơi thành dạng xương. Gia đình ông Hòa thử lấy nước vào lắng phạt trà thì thấy bình thường, không có mùi vị khác. Trước hiện tượng lạ, lãnh đạo xã Iakali đã báo cáo vụ việc đến các cơ quan chức năng. Hiện tại, để đảm bảo an toàn, chính quyền xã đã căng dây cảnh báo nguy hiểm để người dân không đến gần. Khoảng 11 giờ 35 phút ngày 28 tháng 7, huyện Con Plong tỉnh Con Tum đã ghi nhận trận động đất thứ tư liên tiếp trong ngày, trong đó mạnh nhất là 5,0 độ. Trận động đất này được ghi nhận là mạnh nhất ở tỉnh Con Tum. Trước đó, trận động đất mạnh từng ghi nhận ở huyện Con Plong là 4,7 độ. Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu thông báo trận động đất 5,0 độ xảy ra tại vị trí thuộc khu vực huyện Con Plong tỉnh Con Tum căn cứ theo hình ảnh, vùng tâm chấn động đất có thể thuộc xã Đắc Tăng, tiếp giáp với Ngọc Tem, huyện Con Plông. Ông Nguyễn Hồng Thực, thôn Vider nghèo, xã Đắc Tăng, huyện Con Plông nhớ lại, khoảng 11 giờ 35 phút, gia đình ông đang chuẩn bị ăn cơm thì cảm nhận rung lắc lớn. Ông Thực nói, con của tôi ngồi bên thấy rung lắc nên đã khóc òa à. Tôi cũng sợ nên đã bế con ra ngoài. Đến khi rung lắc xong được vài phút, tôi mới vào nhà để kiểm tra. Rất may, nhà chỉ rung lắc, tài sản không bị ảnh hưởng gì. Theo người đàn ông, nhiều năm nay tại địa phương, mỗi ngày thường có 1 đến 3 trận động đất gây rung lắc nhẹ, một số trận trên 4 độ sẽ gây rung lắc mạnh và trong lòng đất cũng phát ra tiếng nổ lớn. Ban đầu người dân cũng hoang mang nhưng thấy không ảnh hưởng gì nên quen dần. Ông thực cho hay, trận động đất hôm nay được xem là rung lắc mạnh nhất mà người dân chúng tôi cảm nhận được. Tôi mong chính quyền địa phương sớm tìm ra nguyên nhân giải pháp để bà con yên tâm trước những trận động đất xảy ra liên tục như vậy. Ông Nguyễn Văn Bay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Tăng cho biết, ngay sau khi trận động đất 5,0 xảy ra, lãnh đạo địa phương đã đi khắp các làng để kiểm tra ảnh hưởng thiệt hại. Theo ghi nhận ban đầu, người dân đều có chung cảm giác là hoảng hốt lo lắng. Ông Bay nói, thời điểm xảy ra rung lắc mạnh, người dân trên địa bàn xã sợ sập nhà nên đã chạy ra khỏi nhà. Đến nay, xã chưa ghi nhận trường hợp bị ảnh hưởng về người và tài sản. Cũng theo ông Bay, do thời gian qua tại huyện Con Phở Lông liên tục ghi nhận động đất mỗi ngày, nên chính quyền đã phối hợp với nhiều cơ quan hướng dẫn kỹ năng cho người dân ứng phó với động đất thiên tai. Ông Đặng Quang Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Con Plong thông tin, các xã ở vùng Tâm Chấn vừa báo cáo về chưa ghi nhận thiệt hại sau ảnh hưởng của các trận động đất xảy ra vào ngày 28 tháng 7. Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo cho Ban phòng chống thiên tai trực tiếp phối hợp với các xã nắm bắt tình hình thiệt hại của bà con để kịp thời báo cáo tỉnh và sớm có phương hướng hỗ trợ theo ông Hà. Theo ghi nhận tại huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi tiếp giáp với huyện Con Plong tỉnh Con Tôm đã có những ảnh hưởng sau trận động đất 5 độ, người dân huyện Sơn Tây đều cảm nhận rõ nhà cửa vật dụng rung lắc mạnh. Anh Nguyễn Hòa chia sẻ, nhiều năm qua, huyện Sơn Tây chịu ảnh hưởng hàng chục đợt dư chấn do động đất tại tỉnh Con Tôm. Tuy nhiên, dư chấn của trận động đất lúc 11 giờ 35 phút là lớn nhất từ trước đến nay. Anh Hòa nói, nhà cửa rung lên bần bật, vật dụng trong nhà thì bị rung lắc mạnh, chưa có lần nào bị ảnh hưởng dư chấn mạnh như lần này. Như đã thông tin, sáng ngày 28 tháng 7, tại huyện Con Plong liên tiếp xảy ra 4 trận động đất, trong đó trận động đất có độ lớn 5,0 đã gây ra rung lắc mạnh cho các tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên. Sau những ngày động đất liên tiếp, cuộc sống của người dân trong các buôn làng tại Con Plong, tỉnh Con Tum đã trở lại nhịp thường ngày, nhưng ai cũng nơm nớp lo. Dù những sinh hoạt thường nhật đã trở lại, nhưng trong tâm tưởng bà con nơi này, nỗi lo động đất vẫn thường trực. Sợ động đất bỏ nhà xây bê tông sang ở nhà gỗ. Chiều 30 tháng 7, dọc con đường đất gập gành dẫn vào xã Đắc Tăng, huyện Con Plong, từng tốp công nhân vẫn cẩn mẫn cùng máy móc thực hiện công việc sửa đường như mấy tháng qua. Tại khu tái định cư đầu xã, sau những lo lắng nháo nhào mấy ngày qua vì động đất, cuộc sống dần trở lại quỹ đạo vốn có. Mấy chục nóc nhà, tường xây của đồng bào sơ đăng nằm không xa đập thủy điện Thượng Con Tum là nơi tái định cư dự án thủy điện từ năm 2014. Hơn chục năm sống nơi này, chứng kiến hàng trăm trận động đất, bà con vẫn ám ảnh nhất với trận động đất 5 độ trưa 28 tháng 7. Sau trận này, gia đình chị Y Diên, 39 tuổi, bỏ hẳn căn nhà xây, chuyển sang sống trong căn nhà bếp dựng bằng vách gỗ bên cạnh. Y Diên bảo hôm xảy ra động đất, mấy miếng gạch trên nóc rơi lợt đợt làm cả nhà khiếp sợ. Từ hôm đó, hai vợ chồng và ba đứa con mang chăn màn qua gian bếp gỗ bên cạnh ăn ngủ, không dám lên lại nhà chính. Y Diên tâm sự sợ lắm. May mà lúc đó các con mình đã đi học, còn vợ chồng đi lên rẫy. Nếu ở nhà khi ấy có khi bị gạch rơi vỡ đầu cũng nên. Nỗi lo lắng chưa dứt. Không xa nhà Y Diên, gia đình chị Y Dơ, 36 tuổi, cũng chưa hết bàng hoàng khi động đất rung chuyển cả khu vực. Sau trận động đất, căn nhà của Y Dơ bị nứt mấy đường dài trên tường. Y Dơ nói, lúc động đất tôi tìm đường thoát ra khỏi nhà, chạy tới ôm hai đứa con đang chơi ngoài sân, cũng may động đất chưa tới mức sập nhà cửa. Nhưng bây giờ cả nhà sợ lắm. Nếu chẳng may động đất mạnh hơn, sập nhà thì biết phải làm sao. Cách đập thủy điện chừng 500m là tòa nhà của trạm quản lý bảo vệ rừng Đắc Côi 2. Dù công trình mới xây dựng kiên cố, nhưng sau trận động đất trưa 28 tháng 7, nhiều mảng tường ở đây đã bị nứt toạc nhiều đường lớn kéo dài cả mét. Những cán bộ bảo vệ rừng nơi này đang hết sức lo lắng, không biết công trình có đủ sức chống chịu với những trận động đất sắp tới hay không. Anh Đinh Hồng Khoản, 31 tuổi, cán bộ trạm, nói Nói dại, lỡ động đất mạnh xảy ra đêm hôm không biết đường nào mà chạy. Bây giờ tường nứt toát cả rồi, có khi chỉ cần động đất nhỏ là nhà sập xuống mất. Ngày 29 tháng 7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra chủ động khắc phục hậu quả động đất tại địa bàn huyện Con Plong, tỉnh Con Tum. Công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh Con Tum, Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, các bộ, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Công điện dẫn lại tin từ Viện Vật lý Địa cầu, trong các ngày 28 và ngày 29 tháng 7 đã liên tiếp xảy ra nhiều trận động đất tại huyện Con Plong, tỉnh Con Tum. Trong đó, trận động đất lớn xảy ra vào lúc 11 giờ 35 phút 10 giây ngày 28 tháng 7 với độ lớn m bằng 5,0, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2 ở khu vực tâm chấn và lân cận. Đây là trận động đất có cường độ lớn nhất quan trắc được từ năm 1903 tới nay tại khu vực. Theo thông tin sơ bộ, động đất đã gây một số thiệt hại về nhà ở, ảnh hưởng đến tâm lý người dân trong vùng, đặc biệt là khu vực gần tâm chấn động đất. Cử lời thăm hỏi đến nhân dân khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Con Tum và các địa phương trong khu vực thông tin kịp thời về động đất và dư chấn do động đất, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, ổn định tâm lý cho nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi động đất tránh tâm lý hoang mang nhất là đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở khẩn trương kiểm tra nắm tình hình đánh giá thiệt hại ảnh hưởng của động đất đến công trình nhà ở của nhân dân và công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn kịp thời phát hiện triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả trong trường hợp xảy ra sự cố để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương này chủ động tổ chức sơ tán bố trí chỗ ở tạm cho các hộ có nhà bị hư hại nặng không đảm bảo an toàn huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nặng về nhà ở ổn định cuộc sống theo quy định và khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu bị thiệt hại nếu có các địa phương chỉ đạo kiểm tra các công trình cơ sở hạ tầng, nhất là các hồ đập thủy lợi, thủy điện, công trình giao thông để kịp thời phát hiện có biện pháp ứng phó và khắc phục các sự cố hư hỏng nếu có để bảo đảm an toàn cho công trình. Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo kiểm tra triển khai công tác khắc phục sự cố nếu có, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước, công trình giao thông, nhất là các hồ đập, hồ chứa nước, công trình giao thông tại khu vực gần tâm chấn động đất bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo các lực lượng đóng quân trên địa bàn sẵn sàng triển khai lực lượng phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả động đất theo yêu cầu của địa phương viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam chỉ đạo viện vật lý địa cầu tiếp tục tổ chức theo dõi diễn biến và các dư chấn động đất phối hợp với các cơ quan chức năng huy động các chuyên gia nhà khoa học làm rõ nguyên nhân động đất gia tăng bất thường trong khu vực kịp thời thông tin đến các cơ quan chức năng và người dân để phục vụ công tác truyền thông và chỉ đạo ứng phó tránh để các đối tượng xấu lợi dụng gây hoang mang bất ổn trong nhân dân đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam và các cơ quan truyền thông kịp thời thông tin về động đất tăng cường truyền thông hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó với động đất tránh hoang mang và giảm thiệt hại do động đất bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và văn phòng ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi chặt chẽ tình hình chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả động đất theo quy định kịp thời tham mưu cho thủ tướng chính phủ chỉ đạo xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền